Cảm ơn các bạn đã đến với kênh ẩm thực của Yahoo Food. Thank you for your watching Yahoo Food Channel. Xin chào các bạn, hôm nay mình làm món bông điên điển xào tỏi nha các bạn. Cái đây mình mua được một mớ bông điên điển, bây giờ mình đã làm sạch rồi này các bạn. Cái đây là mình sẽ có một muỗng canh tỏi. Gia vị gồm có muối, tiêu, đường, hạt nêm. Mình bắt đầu đi vào sơ chế nguyên liệu các bạn. Tôi sẽ cho vào đây nửa muỗng canh dầu ăn. Sẽ cho toàn bộ một muỗng canh tỏi vào các bạn. Bông điên điển xào tỏi đã chín rồi này các bạn. Nhìn rất là ngon. Màu rất là tươi đó các bạn. Rồi clip của mình ở đây đã hết rồi các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình. Nếu các bạn yêu thích kênh của mình, hãy bấm đăng ký, like, share, ủng hộ nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và xin chào các bạn.